Dạ, tôi xin chào bà con chú bác anh em gần xa đang xem kênh mà LTK nha bà con. Mà quê quán của Tường là ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long nha bà con. Bữa nay Tường được một mớ phôi trang đủ màu lá nhỏ nhưng mà khí gân nha bà con, khí gân ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại của Tường là 0949 866 039 nha bà con. Zalo cũng vẫn xài số đó luôn. Bây giờ vô cây số 1, cái cây số 0 là cây bông trang, mình được một cây bông trang hồng phấn nha bà con. Cây số 0 xin giao lưu với bà con gần xa đó, mình được một cây hồng phấn nha bà con. Chiều cao cái cây này nó được 42 nha bà con. Rồi hoành vị trí này nó được 14. Cây hồng phấn một cốt bà con ơi. Rồi cây mã số 0 nha bà con, là nó có giá 800 ngàn bà con ơi. Rồi tiếp theo là mã số 1 nha bà con. Mã số 1 nha bà con là cây phôi trang đỏ nha bà con. Bonsai rất là đẹp. Chiều cao được 17 bà con ơi. Rồi hoành em đo vị trí này nó được 21. Rồi cây mã số 1 là nó có giá là 1 triệu đồng chẳng nha bà con. Bonsai lùng lực rất là đẹp bà con ơi. Tiếp theo là mã số 2. Trang đỏ luôn nha bà con. Trang đỏ trang xưa của mình đó nha bà con, lá nhỏ. Chiều cao được 17 luôn bà con ơi. Rồi hoành thân mà đo vị trí này nó được 21 nha bà con. Rồi mã số 2 nó có giá là 900 ngàn nha bà con. Rồi đổi cây bà con ơi. Tiếp theo là mã số 3, trang đỏ luôn nha bà con. Trang đỏ trang xưa mình đó. Chiều cao được 15. Rồi hoành vị trí này được 19. Rồi cái mã số 3 nha bà con, là nó có giá là 800 ngàn nha bà con, bao sóc bao ship. Tiếp theo là mã số 4. Trang đỏ luôn nha bà con, đỏ lá nhỏ. Chiều cao được 17 luôn nghe bà con. Rồi hoành vị trí này được 18. Rồi mã số 4 nó có giá là 700 ngàn nha bà con. Mã số 4 giá 700. Tiếp theo là mã số 5. Trang đỏ luôn nha bà con. Bonsai rất là đẹp. Chiều cao được 18. Rồi hoành thân mình đo vị trí này được 19. Rồi cái mã số 5 trang đỏ đó cũng có giá 700 ngàn luôn nha bà con. Mã số 6 vẫn là trang đỏ luôn bà con ơi. Chiều cao được 18. Hoành vị trí này được 18 luôn nha bà con. Rồi mã số 6 nó có giá 800 ngàn bà con ơi. Rất là đẹp cái cây. Tiếp theo là mã số 9. Ủa không mà. Mã số 7 lộn. Lộn nha bà con, mã số 7 bà con ơi. Mã số 7 lộn. Trang đỏ luôn nha bà con, đỏ lá nhỏ. Chiều cao được 20. Rồi hoành vị trí này nó được 21. Rồi cái mã số 7 nha bà con, nó có giá 900 ngàn nha bà con. Đỏ lá nhỏ, đỏ xưa mình đó. Tiếp tục là mã số 8. Vẫn là phôi trang vàng nha bà con. Này tới vàng bà con ơi. Màu gì ra màu đó nha bà con. Chiều cao được 18. Rồi mình đo vị trí này nó được 21. Rồi mã số 8 nó có giá 900 ngàn luôn nha bà con. Bao sóc bao ship cho bà con luôn. Tiếp theo là mã số 9. Chiều cao được 17. Rồi hoành vị trí này nó được 19.
Rồi mã số 9 nó có giá 900 ngàn luôn nha bà con. Tiếp theo là mã số 10, hộ trang vàng luôn nha bà con. Sức cà giác luôn. Chiều cao được 18. Rồi hoành vị trí này nó được 21. Rồi mã số 10 nó có giá 900 ngàn luôn nha bà con. Rồi mã số 10 có giá 900 ngàn bà con ơi. Sức cà giác. Rồi mã số 11 vàng luôn nha bà con. Chiều cao nó được 19. Chà cái này nó đụng cái súng đại liên. Đẹp lắm nha bà con, nó già lắm mà nó găng găng. Rồi mình đo vị trí này nó được 22. Rồi mã số 11 chăn vàng là nó có giá 900 ngàn nha bà con. Đó. Tiếp theo là mã số 12 chăn vàng luôn. Chỉ canh đầy đủ, con sai lùng lực. Rồi cao được 18. Rồi vị trí này nó được 18 luôn nha bà con. Rồi mã số 12 nó có giá 900 ngàn nha bà con. Chăn vàng, chăn xưa, lá nhỏ. Tiếp theo là mã số 13, chăn vàng luôn. Cũ quá cũ, đẹp. Cao được 20. Rồi đo vị trí này nó được 17. Rồi mã số 13 nó có giá 800 ngàn nha bà con. Chăn vàng, lá nhỏ. Tiếp theo là mã số 14, chăn vàng luôn. Chiều cao được 17. Cũ dữ lắm nha bà con. Đó, cũ được nè. Vị trí này nó được 24. Đó. Rồi mã số 14 nó có giá 900 ngàn nha bà con. Bà sắm bà ship. Số điện thoại của Tường là 0949 866 039 nha bà con. Zalo cũng vẫn xài cho nó luôn. Tiếp tục là mã số 15 là sen nha bà con. Trang sen Nhật. Bông trang sen Nhật đó. Được mấy cây bà con ơi. Rồi chiều cao được 17. Rồi hoành vị trí này được 20. Rồi mã số 15 nó có giá 800 ngàn nha bà con. Sen Nhật. Rồi ở cây bà con ơi. Rồi tiếp tục là mã số 16, cũng vẫn là sen Nhật luôn nha bà con. Cao được 16. Ồ, quanh vị trí này được 20. Đó, đòi vị trí được 20. Rồi, cái trang sen Nhật. Mã số 16 có giá 800 ngàn. Bao sóc bao ship. Mã số 17 là sen Nhật luôn. Chiều cao được 15. Rồi, đo vị trí này nó được 22. Rồi mã số 17 nó có giá 800 ngàn luôn nha bà con. Sen Nhật. Tiếp tục là mã số 18. Đó, cái, vẫn là cái sen Nhật luôn nha bà con. Bông trang sen Nhật đó, người ta kêu sen Nhật đó. Rồi cao được 18. Rồi đo vị trí này nó được 25. Rồi mã số 18 nó có giá 900 ngàn nha bà con. Cũ dữ lắm bà con. Mã số 19, trang cam nha bà con. Mình được mấy cây cam hả bà con ơi? Ba cây cam. Rồi cao được 20 nha bà con. Rồi hoành vị trí này nó được 20 luôn bà con ơi. Màu cam đó nha bà con. Rồi mã số 19 nó có giá 800 ngàn luôn nha bà con. Tiếp tục là mã số 20, bông trang cam luôn nha bà con. Màu cam đó bà con, màu cam lá nhỏ nha. Chiều cao được 20 nha bà con. Rồi đo vị trí này nó được 20 luôn nha bà con. Rồi mã số 20 nó có giá 900 ngàn nha bà con. Màu cam lá nhỏ đó. Màu nào ra màu đó bà con ơi.
Rồi mã số 21 vẫn là cây cam luôn nha bà con, mình được 3 cây cam. Quá, wow, cây này dữ dằn luôn bà con. Chiều cao được 18 nha bà con. Rồi quanh vị trí này đo được 19. Chỉ cành đầy đủ. Rồi mã số 21 nha bà con, là hết trang, bây giờ qua khế nha bà con, khế gân. Rồi mã số 10, mã số 21 nó có giá 1 triệu đồng chẳng nha bà con, màu cam đó. Rồi giờ tiếp tục qua khế bà con ơi. Rồi tiếp theo là mã số 22 nha bà con. Khế gần ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Mình về cái lô khế này nó chung chung cây hàng nha bà con. Mình này nó già lắm, nó lắc lượng rất là đẹp. Chiều cao được 64 nha bà con. Đây. Rồi hoành đo vị trí này nó được 27. Giá rất là lắc lượng nha bà con. Nó chung chung cây hả, mà nó già cây dữ lắm. Rồi mã số 22 nó có giá 1.800.000 nha bà con, bao sóc bao ship cho bà con đâu đó đàng hoàng luôn đó, 1.800.000. Rồi đổi cây bà con ơi. Rồi tiếp theo là mã số 23 bà con ơi. Khế gần quái, chung chung cây mà quái không à nghe bà con, lắc lượng già cây. Rồi chiều cao được 57 nha bà con. Rồi hoành thân đo vị trí này nó được 22. Rồi cây mã số 23 nó có giá 1.600.000 nha bà con, bao sóc bao ship tất cả bà con ơi. Rồi xin phép đổi cây bà con ơi. Tiếp theo là mã số 24 đó, chữ C nha bà con, chữ cua chữ C gì đó. Chiều cao được là 46. Rồi hoành thân đo vị trí này nó được 21. Nhỏ cây mà nó già, nó quái cây lắm bà con ơi. Rồi mã số 24 nó có giá 1.100.000 nha bà con. Khế gân ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Rồi đổi cây bà con ơi. Rồi tiếp theo là mã số 25. Khế chung chung không à nha bà con, mà điều nó dài lắm, lắc lượng. Rồi cao được 50. Hoành eo đo kỳ chết. Rồi hoành eo được 17. Mà đừng nó quái cây, khế gần dáng dốc gì khó kiếm lắm bà con ơi. Rồi mã số 25 nó có giá 1 triệu đồng trắng nha bà con, dáng quái không đó, già cây. Rồi đổi cây bà con ơi. Rồi tiếp theo là mã số 26. Chiều cao được 62. Rồi hoành thân đo vị trí này nó được 20. Dạ cây gì lắm bà con ơi. Rồi mã số 26 là nó có giá 1.200.000 nha bà con, bao sóc bao ship tất cả. Số điện thoại qua tường là 0949 866 039 nha bà con, Zalo cũng vẫn xài số đó luôn. Rồi đổi cây bà con ơi. Tiếp theo là mã số 27. Khế gân Bình Tân, giờ hết khế bà con ơi. Rồi chiều cao được 62. Cây để nở nha bà con. Rồi hoành thân đo vị trí này nó được 25. Đó. Rồi cây mã số 27 nó có giá 1 triệu đồng chẳng luôn nha bà con. Rồi đổi cây bà con ơi. Tiếp theo là mã số 28. Quái quái cây lắm bà con ơi. Được. Rồi cao được 77 nha bà con. Cái đế điệu. Rồi đo vị trí này nó được 25 hoành. Rồi cái khế gân mã số 28 nó có giá 1.500.000 nha bà con. Rồi đổi cây bà con ơi. Tiếp theo là mã số 29. Cây khế gân, gân guốc và gân guốc. Rồi chiều cao được 74. Rồi hoành thân đo vị trí này nó được 26. Rồi cây mã số 29 nó cũng có giá 1.500.000 luôn nha bà con, lắc lượng hồi đầu. Rồi đổi cây bà con ơi.
Tiếp theo là mã số 30, khí gân ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Cao được 82. Hoành thắng được 24. Dài lắm nha bà con. Rồi mã số 30 nó có giá 900 ngàn nha bà con. Rồi đổi cây bà con ơi. Tiếp theo là mã số 31. Cây hồi đầu rất là đẹp. Cao được 64. Rồi hoành thăng đo vị trí này được 28. Rồi cây mã số 31 nó có giá 1.500.000 nha bà con. Rồi đổi cây bà con ơi. Tiếp theo mã số 32 nha bà con. Đây có duyên bà con, nhỏ mà có duyên. Cây chung chung không à. Mà dáng rất là đẹp. Chiều cao được 59. Hoành thân được 21. Rồi cây mã số 32 là 1.200.000 nha bà con. Rất là đẹp cây bà con ơi. Rồi đổi cây bà con ơi. Tiếp theo là mã số 33. Rễ gốc rất là đều, chi cành đầy đủ. Cao được 71. Dạ cây lắm nha bà con. Rồi hoành thân được 27. Cục cục chân. Rồi mã số 33 nó có giá 1.200.000 nha bà con. Rồi đó cây bà con ơi. Tiếp theo là mã số 34. Bài. Rồi mình đo kiểu cái gì nha bà con. Vị trí này nó được 60. Được 27 hoành nha bà con. Đó. Đế bài rất là đẹp. Rồi cây mã số 34 nha bà con. Khí gân nó có giá 1 triệu đồng chẳng nha bà con. Bao sống bao xếp tất cả. Rồi đổi cây bà con ơi. Tiếp theo là mã số 35. Cái lô này nói chung cái cây nó chung cây bà con, chung chung không à, mà nó già. Rồi mình đôi vị trí này nó được 66. Rồi hoành thân được 19. Rồi cây mã số 35 nha bà con. Nó cũng có giá 1 triệu đồng chẳng nha bà con. Mua 1-2 cây khí gần về chơi bà con. Cho trái dữ lắm. Khế già là khá gì à. Khế già thiệt nha bà con. Rồi đổi cây. Tiếp theo mã số 36 nha bà con. Lắc lượng. Rồi chiều cao được 72. Đẹp lắm nha bà con. Rồi vị trí này nó được 22 nha bà con. Hoành thân 22. Rồi cây mã số 36 nó có giá 1 triệu đồng chẳng luôn nha bà con. Quái cây bà con ơi. Hồi đầu. Rồi đổi cây bà con ơi. Tiếp theo là mã số 37. Vẫn là cây hồi đầu luôn nha bà con. Đó. Rồi cao được 72. Rất là đẹp cây bà con ơi. Rồi hoành eo vị trí này được 19. Rồi mã số 37 nó có giá 900 ngàn nha bà con. 900 ngàn. Rồi đổi cây bà con ơi. Tiếp theo là mã số 38 nha bà con. Đó, vẫn là cây khí gân luôn. Chực lắc. Lắc qua lắc lại. Rồi cao được 67. Nó già lên cái rễ mà nó cũng có cục nữa đó. Rồi hoành vị trí này nó được 28 nha bà con. Rồi cái mã số 38 nha bà con. Là nó có giá 1.100.000 nha bà con. Rồi đổi cây bà con ơi. Tiếp tục là mã số 39.
lung lức. Rồi đó, vị trí này được 44 hoành. Ủa, 44 cao. Lộn. Rồi đó, vị trí này được 28 hoành. Chỗ này không có gì nha bà con, nó chốc da mà nó cũng khí gân bà con, nó có hẹo là nó mau, rất là mau kéo da chứ không có chăng. Rồi mã số 39 là nó có giá 1.200.000 nha bà con. Rất là đẹp cái cây kìa. Rồi đổi cây bà con ơi. Tiếp theo là mã số 40. Rồi chiều cao được 37. Cái này nó dính với nhau nha bà con, mình đo tổng nha bà con. Đo tổng là nó được 43 nha bà con. Rồi cây mã số 40 nó có giá 1.200.000 nha bà con. Bao sóc bao ship đàng hoàng cho bà con luôn. Rồi đổi cây bà con ơi. Tiếp theo là mã số 41 nha bà con. Là mã cuối clip của tượng đó bà con ơi. Cái này nó mục đích luôn. Rồi chiều cao được là 46. Rồi đo vị trí này rồi nó được 21 các bà con. Quá trời bự luôn bà con ơi. Đẹp cái ghế cái cũ. Rồi mã số 41 là cuối clip các bà con, là nó có giá 1.300.000 nha bà con. Bao sóc bao ship. Số điện thoại của Tường là 0949 866 039 các bà con. Zalo cũng vẫn xài số đó luôn. Tường ở quê quán ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Rồi Tường cũng cảm ơn bà con chú bác mấy clip vừa qua đã ủng hộ Tường. Tường mang ơn rất nhiều ạ. Rồi hẹn lại Tường, hẹn lại gặp lại bà con chú bác anh em gần xa clip sau. Rồi Tường xin chào bà con luôn ạ.